nó đang bị gập đấy anh em. Đấy, nó bị gập cái dây nó cứ rung này. Đấy, chỉnh lại ok rồi. Dành cho anh em nào mà lười tưới cây hoặc là đi đâu du lịch gì đấy. Chào anh em, hôm nay mình sẽ review tới anh em cái bộ rơi ra rồi đấy. Bộ tưới cây tự động nhá. Nhưng mà không cần gắn trực tiếp vào vòi nước. Đấy. Nó sẽ rất là tiện cho anh em muốn đặt hẹn giờ, lịch hẹn giờ tưới cây ở bất kỳ vị trí nào, không cần phải có vòi nước. Mình còn đặt thêm cái này khá là hay này anh em. Cái này là cái ống phi 100, đây 110 này. Đấy, 110. Cái này là để kiểu ngăn mùi anh em, kiểu van một chiều ấy. Đó. Khi nào mà nước vào thì cái van này nó sẽ mở ra. Đó. Để ngăn mùi rất tiện. Cái này có đủ loại size nhá, ngăn mùi, ngăn côn trùng. Gắn như này nhá, gắn xoáy ốc như này, nó rơi ra từng cái như này. Hẹn giờ tưới cây, tưới rau gì đó không cần phải vòi nước. Cái đường dây ống nó nhỏ như này, có 8 cái đầu vòi nha anh em. Đấy, cái này thì chúng ta sẽ cắm này, cắm xuống đất, có cái móc kim loại đây đó, và đây cũng có 4 ống nữa. Sạc là sạc micro. Đấy, theo quảng cáo là pin dùng được khoảng hình như ở đâu đấy 2 tháng anh em không phải sạc. Có những cái đầu rất là nhỏ này, cái anh em gọi là béc. Đây là cái cục mạch mủ các kiểu hẹn giờ các thứ. Có đây, đầu in này và đầu out này. Thì không, tại sao mình nói là không cần đấu trực tiếp vào vòi nước như những cái hẹn giờ khác. Như bộ hẹn giờ khác, cái này chúng ta chỉ cần để nước vào xô chậu thôi, cấp nước vào xô chậu thôi. Đây, có hai nút này, hẹn giờ các thứ này, ngày tháng này. Đấy, ngày, bấm nó kêu tít tít rồi này. Đó, lên đèn đây. Hai bên thì có hai cái lỗ mình chưa rõ. Ở đây thì cổng sạc micro nhá, khá nặng tay, giá thành hạt rẻ, hơn 200, hướng dẫn sử dụng. Ở đây tưới được cho 8 cây nhá, chỉ cần có cái xô nước như này, lắp này. Rồi, lắp thử nha anh em. Đây chúng ta có thêm cái ống nữa. Cái ống nước in out, lắp vào in out này. Vòi nước cao su. Như tờ hướng dẫn này rất là chi tiết rồi này anh em. Đấy, đường in đường out này. Thì chúng ta set 1 đến 9 ngày này. Để không có nghĩa là không bật bơm. Đặt thời gian này từ 0 đến 199 giây này. Bật nước thủ công thì chúng ta ấn giữ nút ngày để bật bơm. Báo lâu thì là pin yếu, mà sạc mà hiển thị on thì là đang sạc, còn off thì là đầy pin. OF là đầy pin. Có âm thanh cảnh báo khi hết nước nhá. 4W, 3,7V các thứ rồi. Thì mình setup như này. Thì đây là cái móc nha anh em, cái móc treo này. Anh nghĩ là móc phải móc ở ngoài này, phải móc ở ngoài mới đúng nha anh em. Nhưng mà mình đang dây nó hơi ngắn nên mình móc ở trong. Tại sao móc ở ngoài? Vì đơn giản thôi, vì ở trong thì nó sẽ bị nước đúng không? Ở đây mình bổ sung thêm một cái này nhá, cái lọc nha anh em. Đấy, lọc ví dụ nó mà hút, ví dụ có cặn giếc gì đấy thì nó sẽ lọc được. Đấy, anh em nên mua thêm cái này, đầu này, đầu lọc. Đấy, chúng ta sẽ đấy, một đầu thì nó sẽ hút nước như này, đầu in. Còn đầu ao thì nó sẽ ra đây. Đầu tiên là cây ổi này, một đầu vào cây ổi này. Tiếp này, ra những cái cây khác này. Đấy, 8 nhánh mà. 8 nhánh anh em. Đấy, thì mình để 8 nhánh như này. Đó. Đó, 8 nhánh như này nhá. Đấy. Mình không hài lòng cái dây cao su nhựa này lắm, tại vì nó dễ bị gập. Anh em nên đổi cái loại dây. Đấy, thì anh em có thể chia. Anh em có thể cắt ra để chia nhá. Đấy, nó rất dễ bị gập như này. Đó. Anh em có thể cắt ra để chia. Đầu tiên đây là đường ao này, đường ao ra thì chữ T này sẽ chia ra 2 dây. Anh em có thể cắt 2 dây tùy mình thôi. Sau rồi từ 2 dây này thì anh em sẽ nối vào những cái béc. Đấy. Chia ra 4 cái béc. Đó, 2 dây chia ra 4 cái béc. Một béc này và hai béc. Đây, toàn cảnh nó sẽ như thế này anh em. Đó. Nói chung là dây này nó không được dài nên mình để gần gần nhau như này thôi. Nếu mà dây anh em dài thì có thể để các chậu nó xa xa hơn cho nó đẹp. Rồi, đó là hệ thống tưới nhá. Rồi thì đây là setup này. Thì anh em ấn vào đây này. Đó, thì đây là mình đang để 3 ngày này. 26 giây nó sẽ tưới trong 26 giây nha anh em. Đấy, ví dụ mình sẽ để lâu hơn. Tưới trong 1 phút đi. Đấy. Thế này 1 đến 199 cơ mà. 199 giây. Giữ chặt để nó tăng liên tục đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bật thử cho anh em xem nhá. Đó, nó đang bơm đây anh em. Đấy, nó đang bị gập này. Đó. Để như này. Đang bị gập. Đấy, để như này cho nó đỡ gập. Rồi, nó đang bơm này. Bơm trong 1 phút nhá. Đó, anh em thấy chưa? Nước nó đang này. Đấy. Sau 1 phút nó sẽ dừng. Đấy, nó chảy đều ra tất cả luôn. Đấy, nó chảy. Đây này. Đó.
tất cả đều hoạt động nha anh em, tất cả đều ra nước. Đây, chỗ này nó lại chảy ở dưới này này anh em, đấy nó đang chảy trèo trèo xuống đây, đấy, đây, đó anh em thấy nó chảy, đấy, một phút nó ngắt rồi, pin 2 tháng thì lại ngon, thùng rất là to luôn này anh em, đấy, nên sắm cái bộ lọc này nhá, tại vì ở dưới nó rất là nhiều cặn anh em, nhiều cặn nhiều rác kia đấy nó thì nó sẽ không hút được nước. Thì anh em muốn xét như thế nào xét, 60 giây cũng có vẻ hơi ít nhỉ, tại vì tốc độ nước này chảy hơi chậm. Chắc đây là sản phẩm gọi là rẻ nhất trong tầm giá đấy anh em. Mình vừa xem lại dưới 200. Ok, thì video giới thiệu nhanh sản phẩm hệ thống tưới nước tự động rẻ tiền nhất. Anh em nào thấy hữu ích thì có thể quất về để dùng nhá. Nói chung là mình thấy khá là ok. Ôi ôi, nó đang bị gập đấy anh em. Đấy, nó bị gập cái dây nó cứ rung 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 này. Đấy, chỉnh lại ok rồi. Mình sẽ phải thay cái dây khác, hơi lở. Đấy, mình vừa để 100 giây nha anh em. Nước chảy tung tóe đây. Đây. Để 100 giây. Đấy, nó kiểu như này anh em. Nó chảy như này, cắm xuống thôi. Đó, tiện không? Quá là tiện, đi đâu thoải mái. Dành cho anh em nào mà lười tưới cây hoặc là đi đâu du lịch gì đấy. Đấy, nó chảy. Khá là ngon.